Xin chào quý khán giả của Nguyên Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý Một ông nhảy ra khỏi chiếc phi cơ đang tiến ra phi đạo ở Los Angeles International Trực thăng chở Tổng thống Colombia trúng đạn không ai bị thương Tổng thống Joe Biden đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Afghanistan trước khi Hoa Kỳ rút quân Cộng sản Việt Nam bị bắt giới bác sĩ chỉ trích nổ về thành công chống dịch và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì một ông đã nhảy ra khỏi chiếc phi cơ đang tiến ra phi đạo ở Los Angeles International. Khi một hành khách được chở vào bệnh viện vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6, sau khi nhảy ra khỏi một chiếc phi cơ đang tiến ra phi đạo ở phi trường Los Angeles International, theo chế hữu trách, chuyến bay United Express 5365 do phi cơ của hãng Skywest thực hiện. Đang trên đường tiến ra phi đạo lúc 7 giờ tối, thì có một người đàn ông bất ngờ chạy đến đập cửa, tìm cách vào phòng lái. Người này sau đó được mở cửa thoát hiểm và sau đó nhảy xuống đất theo cầu trượt khẩn cấp, theo thông cáo của phi trường LAX và hãng hàng không Skywest. Cái thú vị, người đàn ông này bị bắt trên phi đạo và được điều trị các thương tích được coi là không nguy hiểm đến tính mạng và sau đó được chở vào bệnh viện chiếc máy bay loại Embraer 175 hai động cơ vốn dự trù bay tới thành phố Salt Lake City ở Utah đã quay trở lại cổng. Không ai khác trên phi cơ đã bị thương tích gì. Cơ quan FBI đang điều tra vụ này. Đây là vụ lộn xộn thứ nhì ở phi trường LAX chỉ trong vòng hai ngày qua. Quay sang phần tin khác, thì cái thú vị trực thăng chở Tổng thống Colombia đã bị trúng đạn trong lúc đang bay gần biên giới với Venezuela vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6. Theo BBC, sự việc xảy ra lúc mà Tổng thống Ivan Đức đang bay đến Cucuta ở North Side Sander cùng với vị Bộ trưởng Quốc phòng Nội vụ. Và cái thưa quý vị, um, theo bản tin mà chúng tôi um, nhận được, thì um, Phát ngôn viên của Tổng thống đã loan báo không ai bị thương và ông Duque cũng lên báo, cũng lên án là vụ tấn công hàng hạ và tuyên bố là sẽ không sợ hãi bạo lực hoặc là khủng bố. Và đất nước của ông rất mạnh mẽ và Colombia dư sức đối đầu kiểu đe dọa này. Báo Semana của Colombia cũng đưa ra những tin tức trên đây cũng cho thấy rằng là trực thăng nghe thấy tiếng ồn như thể vật gì đó đang văng trúng động cơ ngay khi trực thăng chuẩn bị hạ cánh và phe nổi loạn của colombia đưa tin những người trên trực thăng nghe thấy tiếng ồn như thế vật gì đó văng trúng động cơ và phe nổi loạn của cánh tả của quân đội giải phóng quốc gia hoạt động trong vùng là catatumbo ở biên giới colombia và venezuela Quay sang phần tin khác của Hoa Kỳ thì Tổng thống Joe Biden gặp gỡ các giới lãnh đạo của Afghanistan trước khi Hoa Kỳ rút quân. Vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6 thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp gỡ Tổng thống Afghanistan là Arab Ghani và đối thủ chính trị của ông, ông Abdullah Abdullah để thảo luận về sự hỗ trợ của Úc Washington với Afghanistan khi mà những binh sĩ Hoa Kỳ cuối cùng rút lui sau 20 năm chiến tranh và các lực lượng chính phủ gặp khó khăn trong việc đẩy lùi các bước tiến của Taliban cuộc họp tại phòng bầu dục cũng giúp tăng thế giá uh, cho tổng thống uh, ghani vì cuộc họp này được xem là sự khẳng định ủng hộ của tổng thống joe biden đối với các nhà lãnh đạo đang sa cơ của afghanistan khi ông đối đầu với taliban các vụ đánh bom ám sát cùng với một đợt gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, thì sự hỗ trợ của Tổng thống Joe Biden chỉ diễn ra vài tháng sau khi các viên chức Hoa Kỳ gây áp lực buộc Tổng thống Ghani phải từ bỏ chính phủ chuyển tiếp theo một dự thảo hiệp định chính trị nhằm phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình và phó bí thư báo chí là Karim jean của Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trên cương vị là Tổng thống với Tổng thống Ghani và ông Abdullah, Chủ tịch Hội đồng cao cấp về vấn đề hòa giải quốc gia, sẽ tập trung vào sự cam kết liên tục đối với người dân Afghanistan và các lực lượng an ninh. Quay sang mặt tin tại Việt Nam, thì thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam bị chế bác sĩ chỉ trích nổ về thành công chống dịch. Hôm 26 tháng 6, tờ tuổi trẻ gây ngạc nhiên khi đưa tin nhà chức trách công bố bổ sung 563 ca Covid-19 ở Sài Gòn từ ngày hôm trước, nghĩa là với con số 667 ca đã được xác nhận vào hôm 25 tháng 6, Sài Gòn có tổng cộng là 1.230 ca chỉ trong vòng một ngày. Việc công bố hai lần số lượng ca nhiễm tại thành phố trong một ngày được cho là cách để truyền thông nhà nước làm giảm sự lo ngại của dân chúng khi con số vượt quá 1.000 ca và tình hình lây nhiễm Covid-19 tại Sài Gòn đã nghiêm trọng đến mức là sáng ngày 26 tháng 6, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận các cuộc họp khẩn với giới chức lãnh đạo thành phố, cũng như thị sát việc chống dịch tại Bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn và Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo tường thuật của báo Mạng Dinh, dù Sài Gòn liên tục nâng cấp biện pháp giãn cách, nhưng mà số ca nhiễm vẫn tăng. Chỉ có 4 ngày nữa là kết thúc đợt giãn cách xã hội thứ hai. Ngày 1 tháng 7, Sài Gòn sẽ phải đưa ra quyết định về phương án giãn cách tiếp theo, tờ báo tuổi trẻ cho biết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.